Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đây là mẹo để anh em tự nhận biết mình đậu hay rớt trong quá trình khám tuyển nghĩa vụ nha. Khi đi khám nghĩa vụ quân sự, anh em sẽ trải qua hai cửa ải. Đợt 1 đó chính là đợt khám sơ tuyển, đợt 2 là đợt khám tổng quát. Khi đi khám thì người ta sẽ phát cho anh em một cái tờ phiếu khám sức khỏe, cột bên trái là ghi đầy đủ danh mục anh em khám gì, cột bên phải là những cái số điểm mà anh em đạt được. Và anh em cứ căn cứ vào cái cột bên phải, cột điểm á. Khi đi nghĩa vụ quân sự thì người ta sẽ lấy những bạn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Vớt vát lắm thì người ta mới lấy những bạn sức khỏe loại 4. Còn ông nào mà sức khỏe loại 5, loại 6 thì khả năng rớt rất là cao luôn. Tôi có hai thằng bạn, một thằng hơi thấp và một thằng cận quá nặng. Thằng đó là cao 1m52, còn thằng kia thì cận 5 độ. Khi đi khám nghĩa vụ quân sự đợt 1, ngay từ cái vòng khám chiều cao và khám mắt á, thì hai thằng đó đều bị bác sĩ cho về. Vì khi đi khám đợt 1 mà anh em nào ví dụ như bác sĩ đo mà bác sĩ thấy anh em thấp quá hoặc là cận quá nặng thì bác sĩ sẽ đánh rớt ngay từ đợt 1 luôn. Và đợt 2 thì người ta sẽ không có kêu anh em khám nữa nha. Vì nếu mà kêu anh em khám nữa thì cũng mất công thôi. Và đợt 2 thường thường là người ta sẽ không gọi hai thằng đó đi khám nữa tại vì đã bị rớt ngay từ đợt 1 rồi. Ngay từ lúc khám đợt 1, anh em nào mà có sức khỏe hơi kém một xíu, ví dụ như chiều cao quá thấp, cận quá nặng hay là có những bệnh này kia thì khả năng bị rớt rất là cao luôn. Và đợt 2 có thể là người ta sẽ không gọi anh em đi khám nữa. Nếu mà anh em khám đợt 1 đậu rồi á, sau một thời gian người ta sẽ gửi giấy khám đợt 2 và trong đợt 2 sẽ khám nhiều vòng và khám kỹ hơn. Đợt 2 có một cái cách nhận biết rất là đơn giản. Khi đi khám đợt 2, anh em khám đầy đủ từ A tới Z hết rồi. Nhưng mà khi tới cái vòng thử máu và thử nước tiểu thì bác sĩ kêu anh em về đi. Thì đó là dấu hiệu nhận biết anh em bị rớt nghĩa vụ quân sự năm nay nha. Còn ông nào mà tiếp tục được thử máu và thử nước tiểu thì khả năng đi 80%. Còn ông nào mà được đo giày, đo đồ hay là chụp hình thì auto đậu nghĩa vụ quân sự năm nay luôn. Phần thưởng cho các bạn là một chiếc ba lô và những bộ đồ mới cứng để chuẩn bị nhập ngũ năm nay. Đó là một số mẹo để anh em tự nhận biết mình đậu hay rớt trong quá trình khám tuyển nghĩa vụ. Còn chắc chắn hơn á, thì anh em phải đợi thông báo trúng tuyển gửi đến tận nhà cho mình nha.